Màn hình di động mà một màn hình á là bình thường rồi. Ở đây mình có hẳn một cái màn hình di động mà nó có tới hai màn hình luôn nha các bạn. Như vậy cộng với lại con laptop của các bạn nữa thì các bạn có được ba màn hình và đặc biệt là các bạn có thể di động được nó. Nó có khả năng di chuyển rất là dễ dàng và đây cũng là một trong những điểm mà mình nghĩ rất là thú vị ở cái sản phẩm G-Shock đồng sao ta? G-Shock cái dòng mà mình đang test ở đây á là 16 inch Standard Edition ha và nó có luôn cái cảm ứng ở trên đây luôn nha các bạn. Thì ở trong cái video này mình muốn cho các bạn coi là cái cách hoạt động của cái màn hình này như thế nào, nó có thể giúp chúng ta giải quyết được những công việc ra sao và cái ưu nhược điểm của nó là gì. Rồi bây giờ thì mời các bạn coi cái video ha. Khi mà các bạn mua cái G-Shock 16 inch này về á, thì các bạn sẽ có hai món mà các bạn cần quan tâm. Thứ nhất ha, đây là cái màn hình nguyên cái khối này á, rất là dày luôn. Mình thấy là nó dày chắc là phải gấp đôi so với lại một con MacBook Air á. Và ở đây thì các bạn sẽ có thêm một cái chân đế để mà các bạn dựng lên. Ở phía sau này nè, nhà sản xuất họ có đánh dấu sẵn cái vị trí á, thì các bạn sẽ gắn cái chân đế vào như thế này. Đó, rồi sau đó các bạn mở nó ra. Nhưng mà chút nữa đi, chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái phần lắp ráp này. Thì đối với lại cái cơ chế hoạt động rất là đơn giản ha. Đây là một cái khối mà nó bao gồm hai cái màn hình bên trong. Bây giờ mình mở nó lên nè. Việc mở ra thì khá là dễ dàng và cái bản lề rất là cứng nha. Cho nên khi mà các bạn mở ra các bạn cũng không lo cái chuyện mà nó bị bật hay là nó bị rớt gì đâu. Đây, để xoay phía trước cho các bạn coi. Thì hai cái màn hình này nó được kết nối với nhau bằng một cái khớp và cái khoảng cách giữa hai màn hình đó, nó cũng không quá nhiều. Mình thấy là cái khoảng cách này là chấp nhận được ha. So với lại cái giải pháp di động và thật ra thì nó cũng không phải là đến từ mấy cái hãng như kiểu Apple hay là LG này nọ. Cho nên mình thấy là cái những gì mà họ hoàn thiện ở đây, những gì mà họ đang làm thì khá là ổn. Rồi những cái khung xung quanh rồi cái mức độ hoàn thiện hay là cái góc bo thì cũng tốt luôn. Chưa phải là quá xuất sắc đâu, chưa thể nào được như là những con ví dụ laptop cao cấp chẳng hạn. Ở phía bên tay phải các bạn sẽ có một loạt những cái cổng kết nối bao gồm là hai cổng HDMI. Đó, các bạn thấy đây mình có hai cổng HDMI nè, mình có một cái cổng để xuất hình ảnh là USB-C và một cái cổng cấp nguồn cũng là USB-C luôn. Ở bên tay trái thì các bạn có thêm hai cái cổng USB bình thường nữa, một cái cổng USB-C, nút nguồn và cái nút menu. Thì khi mà các bạn đã ghim cái con laptop vào trong cái màn hình này thì cái màn hình này nó cũng trở thành một cái hub USB ha. Các bạn có thể kết nối chuột và bàn phím này nọ vô mấy cổng USB-A truyền thống nè. Các bạn có thể mở nó nhiều góc nha, tại vì góc nào á, mở ra nó cũng cứng đó, chứ nó không phải là bị cố định ở một số cái khớp cố định đâu. Cho nên là cứ mở ra và gập vào thoải mái. Ví dụ ha, các bạn có thể bung hẳn ra như thế này, rồi các bạn có thể dựng nó thành hình chữ V, hay là các bạn có thể để như thế này. Đó thì có rất nhiều cách để mà các bạn có thể tận dụng được hai màn hình này. Còn đối với lại mình thấy á, là cái cách này là một cái cách mình nghĩ là hợp lý và phù hợp với đa số người dùng nè. Là phía sau á, mình sẽ gắn thêm cái chân như thế này. Rồi, phía sau nó có nam châm nha, nó hít vô rồi. Đó thì khi mình dựng lên á, thì các bạn có thể có được một cái màn hình phẳng ra. Hoặc là nếu các bạn muốn thì điều chỉnh lại cái góc một chút xíu để cho nó phù hợp với lại khi mà các bạn ngồi á, thì làm sao để mà mình không có bị nghiêng cổ quá, làm sao để mà mình không có bị gập là ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi trực tiếp luôn ha. Thì các bạn có thể thấy là bây giờ cái màn hình là mình đã mở ra và mình gắn nó lên rồi. Thì thực chất ha, cái màn hình này nó là hai cái màn hình 16 inch ghép lại. Mỗi một cái màn hình như thế này độ phân giải là 2560 x 1600, tỷ lệ là 1610. Và bây giờ các bạn nhìn thấy không, ba cái màn hình này là mình đang thao tác độc lập với nhau ha. Ở đây là một cái màn hình thứ nhất. Đó. Rồi, đây là màn hình thứ hai. Và đây là màn hình thứ ba, là cái màn hình máy chính của mình. Thì khi mà mình có ba màn hình như thế này á, mình có một cái không gian rất là rộng để mà mình có thể thoải mái thao tác, mình có thể làm việc ở trên đây. Ví dụ như bây giờ ở đây là mình chạy cái phần mềm Theme Studio đi. Đấy, ví dụ thôi. Rồi. Mở lên. Đó. Và bây giờ mình sẽ làm thử một cái việc là mình yêu cầu nó dịch hoặc là tóm tắt gì đó ha. Thì đó, đó là một trong những cái ví dụ rất là cơ bản để mà các bạn có thể thấy được là bây giờ có nhiều không gian thì các bạn có thể làm việc thoải mái hơn thôi. Và các bạn để ý là với cái màn hình mà G-Shock 16 inch này á, cái viền xung quanh rất là mỏng nha, chỉ có cái viền phía dưới nè. Coi như là mỗi một cái màn hình đó thì nó sẽ có một cái viền nó to ra thôi. Còn lại thì cái viền màn hình rất là mỏng, rất là sexy luôn. Nó chỉ dày hơn chút xíu so với lại mấy cái con Asus ZenBook mà mình đang có ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái kết nối của cái màn hình này ha. Thì thứ nhất á, là các bạn thấy nó sẽ phải có một cái cổng để mình cấp nguồn qua cổng USB-C. Và khi mà mình cắm thử vào cái cục pin dự phòng á, thì mình thấy là nó không có đủ nguồn. Cho nên là mình phải cắm qua một cái cục sạc bình thường luôn. Và sau khi mình cắm xong thì lúc đó màn hình nó sẽ tự động bật lên.
Thứ hai đó là mình có thể kết nối USB-C từ cái màn hình này vào con máy tính của mình, để lúc đó mình có thể xuất được hình ảnh, truyền được data qua, và đồng thời là nó cũng sạc ngược lại được cho con laptop của mình, các bạn thấy không? Mình mới phát hiện ra đó là kể cả khi mà mình không cần phải ghim sạc ha, thì cái màn hình này nó vẫn sẽ chạy được nha các bạn. Nè, ở đây mình thử rút cái nguồn của cái màn hình ra rồi, và mình chỉ đang dùng một sợi cáp duy nhất để nối giữa màn hình với cái máy tính thôi, thì nó vẫn chạy được nha các bạn. Tuy nhiên á, cái độ sáng của nó sẽ được giảm xuống rất là thấp. Mình nhớ là cái setting á, lúc đó chỉ còn 10 thôi, và mấy các bạn muốn tăng độ sáng lên bằng cái menu cũng không được luôn. Thì có lẽ là nhà sản xuất họ đã làm như vậy để đảm bảo được là khi mà chỉ có cấp nguồn như thế này thì tôi chỉ sáng được tới mức đó thôi. Nói cách khác là nếu mà các bạn vẫn muốn tận dụng đầy đủ được tính năng và độ sáng á, thì các bạn vẫn sẽ phải ghim điện. Nhưng mà trong trường hợp các bạn không tìm được cái ổ điện để mà cấp nguồn cho màn hình thì ok, các bạn vẫn có thể dùng tạm được ha. Nè, bằng chứng là cái bộ setup ở đây. Và thêm một cái điểm nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn á, đó là đối với cái phiên bản mà mình đang test ở đây nè, thì nó không có được cái chế độ Ultra View, tức là nó không có chế độ mà các bạn có thể gộp hai cái màn hình này làm thành một cái màn hình rộng dài duy nhất. Cái phiên bản đó ở trên web của Vài Thứ Hay á, có. Thì các bạn có thể tùy chọn dựa theo cái nhu cầu của mình. Rồi bây giờ quay trở lại với cách sử dụng á, thì khi mà các bạn thấy được là ba màn hình á, thì thật ra cái việc mà các bạn sử dụng nó, tận dụng nó như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào công việc của các bạn. Ví dụ ha, các bạn sẽ dùng một cái màn hình để mà các bạn coi biểu đồ chứng khoán, một cái màn hình để mà các bạn coi làm việc, và một cái biểu đồ, một cái màn hình để mà các bạn chat với người thân bạn bè chẳng hạn. Hoặc là các bạn để code một bên rồi cái trình duyệt ở bên dưới để nó refresh cái code lại, và bên đây thì để mà các bạn có thể thao tác và tìm kiếm, nghiên cứu thông tin. À quên mất, cái ba màn hình ở đây á, là mình đang xài với lại một con máy tính Windows ha. Nếu như mà các bạn xài với lại một cái máy Mac á, thì nó sẽ chỉ hỗ trợ là xuất ra hai cái màn hình này nó sẽ giống nhau. Cho nên mình thấy là nếu như mà bạn nào mà đang xài Mac á, thì thật ra là các bạn không nên mua cái màn hình này. Nó chỉ phát huy hiệu quả tốt với hai màn hình khi mà các bạn xài với Win thôi. Chưa hết nha các bạn, hai cái màn hình G-Shock 16 inch này á, nó còn có luôn cả khả năng cảm ứng nữa. Nè, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ thu nhỏ nó lại nè. Mình có thể tách cái tab này ra nè. Và cảm ứng rất mượt luôn. Cảm ứng này cũng chạy được trên Mac ha, nhưng mà như mình nói lúc nãy đó, thôi cái này nó không có tác dụng nhiều với Mac, cho nên là mình tập trung vào Windows thôi. Rồi, show cái này, minimize cái này lại đi. Rồi ở đây thì mình sẽ thử resize cửa sổ này không, rất là mượt ha. Chỉ có điều á, là để kích hoạt được cái cảm ứng này á, thì mình sẽ phải làm thêm một số cái thao tác mà có thể là nhà sản xuất người ta sẽ đính kèm ở bên trong cái sách hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn cứ làm theo. Cái thao tác nó dễ lắm, cũng không quá mất thời gian đâu. Đối với mình thì mình cần khoảng 2 phút là đã hoàn thành xong cái việc enable cảm ứng này rồi. Về chất lượng hiển thị, mình đánh giá là cái màn hình này khá ổn ha. Thứ nhất, độ sáng tối đa nó lên được là 400 nits. Mình thấy là nó khá là tương đồng với lại cái laptop hiện nay trên thị trường, cho nên các bạn xài khá là ok. Về màu sắc thì mình không có gì than phiền cái màn hình này. Rất đẹp nha, lên hiển thị ok lắm luôn á. Chỉ có điều là nó sẽ hơi bóng một chút xíu, cho nên các bạn mà ngồi ở những cái môi trường mà nó có nhiều ánh sáng thì các bạn sẽ thấy được những cái hình ảnh phản chiếu nó xuất hiện bên trong. Rồi, bây giờ tới phần quan trọng nè, giá của cái con này là bao nhiêu? Thì cái máy này là mình mượn được của các bạn ở bên Vài Thứ Hay, và bây giờ là họ đang có những cái chiến dịch giống như là mua sớm vậy đó. Và bây giờ mình sẽ chọn cái phiên bản, thì đối với lại phiên bản 13 inch á, thì giá của nó là 12.950 cho cái gói Early Bird đang còn ở thời điểm này ha. Còn nếu như mà các bạn chọn bản 16 inch thì giá của nó là 16.724.000. Đây là một cái mức giá rất cao ha, một cái mức giá rất cao cho một cái màn hình di động. Thật ra nếu mà các bạn không muốn di động thì các bạn có thể để nó setup ở nhà cũng được, nhưng mà cái quan trọng là nó giải quyết được cái nhu cầu cho các bạn. Thì nếu như mà các bạn không có nhu cầu nào quá cụ thể thì mình không nghĩ đây là một cái số tiền mà các bạn nên chi ra cho một cái màn hình di động như thế này. Tại vì thật ra với cái giá tiền này là các bạn đã mua được một con màn hình 4K 27 inch rồi, thậm chí là 32 inch luôn. Các bạn cần có một cái số cái nhu cầu nào đó cụ thể hơn á, thì ok, các bạn đi mua những cái đồ chơi kiểu độc lạ như thế này thì lúc đó nó mới hợp lý. 16.724.000 là giá cũng khá là chát đó nha. Nhưng nếu mà nó giải quyết được nhu cầu cho các bạn, nó giúp cho các bạn kiếm được tiền, nó giúp cho các bạn làm việc hiệu quả hơn và ra tiền nhiều hơn, thì lúc đó các bạn xem nó như một khoản đầu tư thôi, thì mình nghĩ cũng hợp lý. Nếu như mà các bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ để cái link ở bên dưới phần description, nếu như mà các bạn cần thì các bạn có thể click vào để tham khảo ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video chia sẻ của mình về con G-Shock Flip Go Dual bản 16 inch này. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào thêm, nếu mà các bạn có những cái thắc mắc gì, hay là các bạn nghĩ là các bạn có thể ứng dụng được cái màn hình này cho những cái tình huống sử dụng nào, thì các bạn nhớ comment và chúng ta sẽ cùng thảo luận, sẽ cùng trao đổi với nhau. Rồi, vậy ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.